Cao tốc Tiên Yên - Móng Cái chuẩn bị thu phí sau 1 tháng thử nghiệm. Đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư, gọi tắt là BBB, hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao BOT do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn thuộc tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư. Tuyến cao tốc này có tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng và được đưa vào khai thác từ ngày 1 tháng 9 và sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 5 tháng 10 sau 1 tháng chạy thử nghiệm. Theo mức phí được phê duyệt, phương tiện đi toàn tuyến cao tốc Tiên Yên - Móng Cái sẽ được tính theo mức giá từ 132.000 đến 512.000 đồng. Các chặng lên xuống tại các nút giao Đầm Hà, Hải Hà sẽ tính mức phí từ 21.000 đến 253.000 đồng. Mức phí tham gia cao tốc được áp dụng theo phương án tài chính hoàn vốn dự án được quy định tại hợp đồng BOT. Cụ thể, mức áp dụng đối với 5 loại phương tiện từ xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng, đến các loại xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe container 40 feet. Tuyến cao tốc dài 63,26 km, rộng 25,25 m, có 4 làn xe với vận tốc tối đa 120 km/h và sở hữu 4 trạm thu phí. Trong số đó, có 2 trạm đầu cuối tuyến và 2 trạm tại các nút giao Đầm Hà, Hải Hà với tổng số 28 cửa. 100% các cửa đều được trang bị hệ thống thu phí tự động. Giá phí thông qua trạm được tính theo số km tại từng chặng và đã bao gồm 8% thuế VAT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 1 tháng 2 năm 2022 của Chính phủ, quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.